Hello, em chào tất cả anh chị em mình nhá. Đây thì hôm nay thì show em sẽ giới thiệu với anh chị em mình cái sản phẩm máy hàn gia xích. Dòng máy này dòng máy hàn xác lớn, có công suất con này ARC là 250C. Dòng máy hàn điện tử có đồng hồ hiển thị trước, điều chỉnh hồ quang để cho đường nét sáng đẹp hơn. Đây là chỉnh dòng độ cường dòng độ điện. Khi mà anh em mình sử dụng điện yếu, điện mạnh anh mình có thể tăng ở đây. Sử dụng chư hàn lớn nhá. Dòng máy này là dòng máy 250. Xác lớn 250. 4IG và 4 tụ chuyên 32 ngày đêm. Con này thì chuyên 32 cho anh em thợ. Dòng máy rất xích là thì bên shop em bán rất là nhiều rồi. Và như vậy là cũng được sự hài lòng của tất cả quý khách hàng rất là nhiều. Và hôm nay thì shop em mới về lại cái dòng sản phẩm máy hàn ARC 250 này. Thì như vậy thì hôm nay em sẽ làm video clip này sẽ giới thiệu anh chị em mình. Dòng máy này thì gồm có phụ kiện là gồm có một bộ dây dây hàn là 3m và dây mát là 2m, kẹp mát kẹp hàn đầy đủ, bảo hành 12 tháng kể từ anh em mình mua hàng. Thì hôm nay thì shop Lê Minh về với cái số lượng dòng máy hàn ARC gia xích này thì cũng có khoảng 10 cây thôi, nhưng mà cùng làm video này giới thiệu anh chị em mình để như vậy là quảng bá và để là bán lại cho anh chị em mình như vậy là tiếp tục sử dụng dòng máy gia xích 250 này. Thì hôm nay như vậy thì các em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, em sẽ test cái dòng máy này cho anh chị em mình xem nhá. Đây là dòng máy gia xích 250. Như vậy thì em cũng đã về với số lượng như thế này rồi, cũng đủ đáp ứng nhu cầu cho tất cả anh em mình sử dụng và ship hết toàn quốc. Thì bên shop em mình chuyên bán online, tạo sự uy tín cho anh em nên là hàng hóa cũng rất là đa dạng và cũng rất là phong phú, và phải nói rằng là chế độ bảo hành cho anh em mình cũng rất là chu đáo. Thì hôm nay thì shop em cùng là sẽ test cái dòng máy thương hiệu của gia xích này cho tất cả anh chị em mình. Đây là dòng máy gia xích 250. Con này ARC 250C chuyên 32, và như vậy là đây là que hàn 32 mà shop em đã chuẩn bị và sẽ test thử cái dòng máy 32 này cho anh em mình xem. Đây thì dòng máy này em đang kéo 32. Đang kéo 32 liên tục, kéo 32 cho anh em mình xem luôn. Con này cực mạnh, như vậy là hồ quang cũng rất là đều. Thì dòng máy này thì anh em mình á, khi mà hàng về đến tận nhà anh em mình được test máy, được kiểm tra máy và mạnh chất lượng và đạt tiêu chuẩn cho anh em mình làm việc, thì anh em mình nhận hàng giúp em. Thì em đang test quay hàn là 32. Thì anh chị em nào mà quan tâm sản phẩm máy hàn gia xích 250 này, chuyên 32 này thì để lại cho em số điện thoại và kèm theo địa chỉ, thì shop em sẽ ship code về đến tận nhà và anh chị em mình được kiểm tra máy và test máy ok thì nhận hàng. Một lần này thì Lê Minh cũng xin chân thành và cảm ơn, và xin chúc tất cả anh chị em mình có một ngày mới làm việc thật là vui, may mắn và luôn thành công và sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt tất cả anh em mình.